Xin chào các anh các chú ạ. Hôm nay em quay video giới thiệu con máy đục xích. Con máy đục xích 4 chiều kẹp phôi 30 của nhà em nha. Cái này kẹp phôi 30 35 thoải mái luôn ạ. Con này là con Makita nha. Máy Nhật bãi, điện 100V. Toàn bộ máy bên em đều là hàng Nhật bãi và điện 100V hết nha. Không có điện 220 đâu ạ. Con máy này là kẹp phôi được 30-35. Đó. Giá 3,7 triệu, chưa bao gồm phí vận chuyển. Bác nào mua thì nhanh tay liên hệ số điện thoại 0975 275 636. Ai ở gần có thể đến cửa hàng để xem trực tiếp luôn ạ. Cửa hàng của em là ở 67 quốc lộ 1A, cây xăng Thắng Lợi, Thường Tín, Hà Nội. Đây nhá, công tắc nó ở chỗ này này. Máy đã được vệ sinh sạch sẽ rồi đấy ạ. Giá 3,7 triệu, chưa bao gồm phí vận chuyển đâu ạ. Đó, hiện tại nhà em chỉ còn có 3 con duy nhất thôi. Đó, bác nào nhanh tay thì còn ạ. Cái hàng kẹp 30 này rất là ít ạ. Còn kẹp 18-22 thì nhiều. Kẹp mà 30-35 thì ít thôi. Đó. Bác nào mua thì nhanh tay liên hệ số điện thoại với em nhá. Ship hàng toàn quốc luôn nha. Rồi em chào các bác nha.